Chúc mừng quý vị đã mua ghế massage vật lý trị liệu Model 3 Hybrid SL của Luraco. Đây là video hướng dẫn quý vị cách sử dụng ghế massage này. Trước khi sử dụng, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng được cài vào remote control của ghế về vấn đề an toàn. Bản hướng dẫn cũng có thể tải xuống từ website www.luracochairs.com. Lời khuyên hữu ích: 1. Bật công tắc nguồn ở chân đế phía sau ghế. 2. Hãy tháo dài để tận hưởng massage chân rất độc đáo. 3. Ngồi xuống và thư giãn, tựa đầu vào lưng ghế để máy rà quét cơ thể cũng như định vị vai. Trong quá trình máy rà quét cơ thể, xin vui lòng không sử dụng remote control. 4. Cảm biến kéo chân được đặt bên dưới chân phải. Nhấn vào cảm biến này, bộ phận massage chân sẽ giãn ra. Để được đo chân chính xác, bàn chân của quý vị phải đặt sát xuống dưới. 5. Nếu quý vị muốn bỏ qua việc rà quét cơ thể và trực tiếp vào massage, trước tiên quý vị phải lưu hồ sơ riêng của quý vị. Ghế sẽ nhớ cách cài đặt khi nhấn nút lưu lần cuối. Làm điều này sẽ cho phép quý vị bỏ qua quá trình rà quét cho những lần sử dụng tiếp theo. Luraco Model 3 Hybrid SL nhận được hai bằng phát minh cho màn hình cảm ứng không dây tân tiến, rất thân thiện và dễ sử dụng. Nếu quý vị đang dùng điện thoại thông minh thì chắc chắn quý vị sẽ yêu thích cái điều khiển của ghế này. Chúng tôi sẽ đi sâu vào chi tiết từng màn hình và đây là các phần chính: Auto, chế độ tự động. Đây là màn hình chính nơi người dùng chọn một trong 9 chương trình massage tự động. Manual, chế độ tự chọn, cho phép người dùng tùy chỉnh cấu hình massage phù hợp nhất với nhu cầu cơ thể để có kết quả tối ưu. Settings, cài đặt, cho phép người dùng thiết lập tùy chọn cũng như mật mã. Info, thông tin, cung cấp cho người dùng những lời khuyên hữu ích cũng như kiến thức cần thiết về các điểm bấm huyệt trên cơ thể. Heat, nhiệt sưởi ấm, cho phép người dùng bật và tắt nhiệt sưởi ấm và điều chỉnh cường độ nhiệt. Adjustment, điều chỉnh, cho phép người dùng điều chỉnh ghế theo vị trí ưa thích. Các vị trí ghế sẽ được lưu trữ trong hồ sơ người dùng khi được lưu. Pause, resume button, nút tạm dừng và tiếp tục, cho phép người dùng tạm dừng hoặc tiếp tục chu trình massage. Intensity, cường độ, không giống như nhiều loại ghế khác trên thị trường. Model 3 Hybrid SL cho phép người dùng kiểm soát cường độ massage mạnh hay nhẹ trên 6 bộ phận khác nhau của cơ thể. Cường độ này cũng được lưu trữ trong hồ sơ người dùng khi được lưu. User, người dùng. Model 3 Hybrid SL cho phép cài đặt ghế và chức năng massage theo sở thích của 5 người dùng khác nhau trong gia đình. Sử dụng chức năng này cho phép người dùng lập tức đi vào massage theo cài đặt yêu thích của họ và bỏ qua quá trình rà quét. Start, Stopped. Nút tròn ở phía dưới cùng là bắt đầu và dừng massage. Nếu quý vị thấy cần dừng ghế massage vì bất kỳ lý do gì, chỉ cần nhấn nút này. Bây giờ, chúng ta hãy xem kỹ từng màn hình riêng biệt để xem nó có tác dụng gì. Automos, đây là 9 chương trình massage tự động được cài sẵn. 1. Health Massage. Chức năng này được thiết kế đặc biệt để tăng cường sức khỏe, đi sâu vào các khía cạnh sức khỏe như giảm căng cơ, cải thiện lưu thông máu, làm dịu sự lo lắng và giúp giảm trầm cảm. Đây là chế độ massage mặc định khi ghế được khởi động. 2. Soft Massage. Chức năng này áp dụng một chế độ massage rất mềm mại và nhẹ nhàng trên toàn cơ thể. Chế độ này rất tốt trong việc giảm đau đầu, căng cơ và giúp cải thiện giấc ngủ. 3. Quick Massage. Chức năng này cung cấp một chương trình massage toàn thân, kết hợp các tính năng tốt nhất của các chế độ massage trong một chu kỳ ngắn. 4. Morning Massage. Chức năng này được thiết kế dành riêng cho buổi sáng, tập trung vào việc đánh thức hệ thần kinh, cung cấp năng lượng cho cơ thể như là sự kéo cơ, vận động các khớp xương và thúc đẩy sự linh hoạt các cơ bắp. 5. Night Massage. Chức năng này được thiết kế dành riêng cho việc sử dụng buổi tối để tăng cường giấc ngủ, tập trung vào việc giảm căng thẳng sau một ngày làm việc, giúp giảm lo âu, trầm cảm và đau nhức, chuẩn bị cho cơ thể một giấc ngủ sâu, thư giãn. 6. Sport Massage. Chức năng này dành cho những người tham gia các hoạt động thể thao để hỗ trợ phòng ngừa và điều trị chấn thương. Chế độ này tập trung vào các vùng của cơ thể thường bị lạm dụng và căng thẳng do các động tác lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó giúp tăng cường sự linh hoạt, giảm mệt mỏi, tăng sức bền và giảm đau nhức cơ bắp.
7. Sia trừ massage. Chức năng này cung cấp một chương trình massage với cường độ cao, áp lực sâu, đa dạng và nhịp nhàng trên các bộ phận khác nhau của cơ thể, giúp giảm căng thẳng nghiêm trọng các cơ bắp và các mô liên kết, làm giảm tắc nghẽn các huyệt thần kinh và trẻ hóa cơ thể. 8. Stretch massage. Chức năng này giúp kéo giãn cơ, cải thiện tính linh hoạt và thúc đẩy khả năng vận động trên toàn cơ thể, làm thư giãn cơ bắp, giảm đau nhức các khớp xương, tăng cường liên kết các cơ bắp, giúp cải thiện tư thế và mang lại cảm giác thư giãn cao. 9. TV mode. Đặt ghế vào tư thế thoải mái để ngồi xem TV. Manual massage options, tức là chế độ massage tự chọn. Màn hình tự chọn cho phép người dùng tùy chỉnh massage phù hợp nhất với mong muốn và nhu cầu của họ. Bằng cách chạm vào các nút trên sơ đồ cơ thể, Modeltree Hybrid SL sẽ massage các bộ phận riêng của cơ thể. Các vùng massage được chọn sẽ hiển thị màu xanh. Khi chọn Sport Mode, người dùng có thể hướng hệ thống đấm bóp vào một điểm cụ thể từ cổ đến bắp đùi để được massage mạnh và tập trung. Có thêm các lựa chọn bổ sung khác để điều khiển máy massage 3 chiều cho lưng. Đầu tiên chọn vùng như là ở cổ, giữa lưng hoặc dưới lưng. Màn hình tiếp theo cho phép người dùng chọn xoa bóp hoặc đấm bóp với tốc độ thích hợp cũng như khoảng cách rộng hẹp của các con lăn massage sau lưng. Nếu tắp pin được chọn, người dùng có thể chọn một trong ba loại là đấm bóp liên tục, đấm bóp biến đổi hoặc đấm bóp kiểu gõ. Mũi tên lùi màu xanh cho phép người dùng quay lại màn hình trước. Sau khi điều chỉnh xong với những gì mà quý vị thích, bấm Self User và chọn tên, ghế sẽ ghi nhớ. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết sau. Settings, cài đặt. Màn hình này cho phép người dùng thiết lập tùy chọn cá nhân, bao gồm Voice Response. Đây là nơi người dùng có thể chọn ngôn ngữ mà họ muốn ghế xác nhận các lệnh. Modeltree Hybrid SL có 7 ngôn ngữ để chọn, kể cả tiếng Việt. Tiếng Anh là ngôn ngữ mặc định. Massage Times. Người dùng có thể điều chỉnh thời gian massage ngắn nhất là 5 phút và dài nhất là 30 phút với mỗi phân đoạn 5 phút. System Passcode. Modeltree Hybrid SL đi kèm với tính năng mật mã, cho phép chủ sở hữu khóa ghế khi họ không sử dụng. Tính năng này giúp ngăn trẻ em hoặc người khác sử dụng ghế. Mật mã mặc định là 1, 2, 3, 4. Sleep setting. Nhiều người ngủ thiếp đi trong khi massage và không muốn bị đánh thức khi massage kết thúc. Khi chế độ này được chọn, ghế sẽ giữ nguyên vị trí. Để đưa ghế trở lại vị trí ban đầu, người dùng chỉ cần nhấn nút Start, Stop. System information. Thông tin này chỉ dành cho hỗ trợ kỹ thuật của Luraco sử dụng trong trường hợp ghế có nhu cầu chẩn đoán hoặc sửa chữa. Info. Những màn hình info cung cấp thêm các lời khuyên hữu ích cũng như thông tin cần thiết về các điểm huyệt, bấm huyệt trên cơ thể, bàn tay và bàn chân. Heat. Màn hình này cho phép người dùng bật và tắt tính năng sưởi ấm. Modeltree Hybrid SL sưởi ấm thắt lưng và bàn chân. Cường độ nhiệt có thể điều chỉnh từ 1 đến 5. Số 5 là nóng nhất. Adjust. Modeltree Hybrid SL có thể điều chỉnh toàn bộ vị trí và tư thế theo sở thích của người dùng. Người dùng có thể điều chỉnh góc ngã lưng, góc nghỉ chân, khoảng cách nghỉ chân hoặc chiều cao của ghế, v.v. Đây cũng là nơi mà người dùng có thể đặt ghế vào tư thế không trọng lượng bằng cách chạm vào màn hình này. Tư thế không trọng lượng cho phép trọng lượng cơ thể quy vi hoạt động hài hòa, hiệu quả với các con lăn massage để cải thiện tuần hoàn, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn thực sự. Shoulder Adjustment. Quý vị cũng có thể tự điều chỉnh con lăn vào vị trí cổ và vai theo sở thích sau khi ghế rà quét cơ thể xong. Pause Resume Button. Chu kỳ massage có thể được tạm dừng và tiếp tục lại bằng cách nhấn nút này. Intensity. Chức năng này cho phép người dùng tùy chỉnh cường độ massage mạnh hay nhẹ cho 6 vùng riêng biệt trên cơ thể, nhiều hơn bất kỳ chiếc ghế nào khác trên thị trường. Cường độ massage ở cổ, giữa lưng, hạ lưng, bắp chân, cánh tay và bàn chân đều có thể điều chỉnh độc lập với nhau. Điều chỉnh từ 1 đến 5, số 1 là nhẹ nhất và số 5 là mạnh nhất. Users.
Model 3 Hybrid SL có tính năng độc đáo và tân tiến, cho phép 5 người dùng khác nhau lưu lại các cài đặt theo sở thích riêng của họ. Ví dụ, hồ sơ massage cá nhân, tư thế ghế và cường độ. Khi người dùng đã cài đặt theo sở thích của mình, nhấn Save và đặt tên mới hoặc chọn tên đã có, sau đó bấm Done. Khi trở lại massage, người dùng có thể bỏ qua quá trình rà quét bằng cách nhấn Users rồi Open và chọn tên được lưu. Mỗi khi nhấn nút Save, ghế sẽ lưu lại những cài đặt cuối cùng. Mỗi người có một cơ thể khác nhau như cao, thấp, ốm, mập, v.v. Model 3 Hybrid SL cho phép quý vị điều chỉnh lên xuống hệ thống massage vai. Đơn giản, quý vị kéo nút khóa lên, sau đó trượt lên cao hoặc trượt xuống thấp cho phù hợp với cơ thể của mình. Với tiêu chuẩn chất lượng cao của Luraco, Model 3 Hybrid SL là chiếc ghế massage đầu tiên dùng tất cả bằng da của ghế trong xe hơi, rất bền. Hy vọng video này sẽ giúp quý vị hiểu về cách sử dụng ghế Model 3 Hybrid SL để đưa lại hiệu quả tối ưu. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ sự khác biệt giữa một chiếc ghế massage được sản xuất tại Hoa Kỳ với những chiếc ghế massage đến từ nước ngoài. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về ghế vật lý trị liệu Luraco Model 3 Hybrid SL, vui lòng vào website www.luracochairs.com hoặc email info@luraco.com hoặc gọi Luraco qua số 817-633-1080 từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều. Cảm ơn quý vị!